Thưa quý vị và các bạn, việc xây dựng mô hình trường học xanh, sạch, sáng đang được triển khai sâu rộng trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh tạo ra môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, thân thiện, việc làm này còn góp phần tuyên truyền giáo dục cho cán bộ giáo viên và học sinh ý thức xây dựng bảo vệ cảnh quan môi trường. Tại huyện miền núi Nam Đông, công việc này đã được các trường học triển khai với những việc làm thiết thực, đã tạo ra những sự thay đổi rất tích cực về môi trường. Để thấy rõ hơn những thay đổi này, mời quý vị cùng đến thăm trường Trung học cơ sở dân tộc nội trú huyện Nam Đông, một điển hình trong thực hiện công tác này tại địa phương. Trường Trung học cơ sở dân tộc nội trú được thiết kế xây dựng với quy mô hợp lý, với một khuôn viên được trồng nhiều loài cây, sân trường được che phủ bởi cây xanh, cây bóng mát. Đảm bảo sân trường xanh quanh năm, ít rụng lá, không dễ đổ gãy, cung cấp đủ bóng mát, tạo môi trường gần gũi với thiên nhiên cho học sinh học tập và vui chơi. Mục tiêu của nhà trường đặt ra là giáo dục môi trường, giúp học sinh mở rộng hiểu biết về môi trường sống của con người, quan hệ giữa con người và môi trường, hiểu biết một số nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường và biện pháp bảo vệ môi trường. Giáo dục học sinh tình cảm, yêu quý, tôn trọng thiên nhiên, góp phần hình thành và phát triển ở học sinh một số kỹ năng, thói quen bảo vệ môi trường. Em đã hưởng ứng và tham gia lao động xung quanh trường, lớp, phòng học tới các thôn, bản để làm những việc nhỏ vừa vậy. Tuổi của mình như lượm rác quanh đường ở trường thì tích cực trồng cây xanh. Để thực hiện có hiệu quả, việc xây dựng mô hình trường học xanh, sạch, sáng, nhà trường đã chủ động trồng nhiều loại cây xanh trong khuôn viên nhà trường một cách hợp lý, phù hợp với tổng thể kiến trúc của trường, đảm bảo tính thẩm mỹ và hài hòa với môi trường xung quanh. Bên cạnh việc đầu tư tiêu chí xanh, thì tiêu chí sạch và sáng cũng được đặc biệt quan tâm. Toàn bộ khuôn viên nhà trường và khu vực xung quanh đều thường xuyên được vệ sinh, dọn dẹp sạch sẽ. Đồ dùng luôn được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng. Khuôn viên nhà trường và cổng trường không có quảng bán hàng rong. Hệ thống bảng biểu, tranh ảnh, ảo phích được thiết kế phù hợp với tâm sinh lý của học sinh nên đã tạo rất nhiều thuận lợi trong công tác dạy và học của trường. Trong năm qua thì nhà trường đã triển khai sâu rộng về cái phong trào xây dựng môi trường xanh sạch đẹp đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Đặc biệt sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai đề án Chủ nhật xanh thì nhà trường đã chú trọng hơn trong việc xây dựng trường lớp, ký túc xá, phòng học, phòng làm việc của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh. Có thể nói hiện nay màu xanh của cỏ cây hoa lá đã phủ xanh khắp trường học và sắc hoa đã tràn ngập bốn mùa trong khuôn viên của nhà trường. Năm học 2019-2020, nhà trường đã chú trọng hơn trong việc xây dựng cái môi trường xanh sạch sáng theo đề án của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thêm vào đó, nhà trường cũng chú trọng trong cái việc tuyên truyền đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về việc nói không với túi ni lông và không sử dụng rác thải nhựa. Nhìn chung thì các đơn vị cũng đã thực hiện tốt và kết hợp với cái phong trào mà có truyền thống từ trước đây đó, phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Thì về cơ sở vật chất, trong đó đặc biệt là cảnh quan môi trường thì cũng đã được khang trang, sạch đẹp. Và đặc biệt thì trong giai đoạn này thực hiện chủ trương thì tập trung và trồng hoa. Trước đây thì cây bóng mát nhiều, rồi thực hiện cái phong trào là nó không có cái túi ni lông. Xây dựng trường học xanh, sạch sáng đã và đang tạo hiệu ứng và sức lan tỏa rộng khắp trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện miền núi Nam Đông nói riêng. Để thực hiện có hiệu quả mô hình này thì sự chung tay vào cuộc của cả cộng đồng, trong đó vai trò của cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh là rất cần thiết. Thông qua thực hiện mô hình này cũng sẽ góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả của vận động toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng, xanh, sạch.